Rồi hello anh em nha. Hello cho anh em cặp chim non. Đó. Đầu nhỏ nhỏ đây anh em ơi. Cặp gin nha. Còn ở dưới, còn đứng dưới con trống này. Đó. Này bài bao vậy luôn, bao anh bài vậy luôn. Này chim con, mấy con chim chim anh nó chơi hay dữ lắm anh em, bài dày lắm. Để chút mình kiếm cái clip mình chim quấn chim anh mình chèn cho anh em xem nha. Đó, mẹ là kèm mắt me luôn á, cha là phóng, cha là kèm dây với phóng nhiều lắm. Này, này là chim là dòng DC30 ở CG37 anh em. Là dòng CG37, dạng cháu thôi nha. Chung cháu CG. Mấy con anh con này thì chơi bài dày khỏi nói rồi. Chim này mình có nuôi lên, mình có chơi rồi anh em, có bán cho anh em chơi rồi luôn đó, rất là ok nha. Giá 3 triệu nha anh em, anh em nào cần inbox nha. Anh em ở khu vực miền Tây là bao ship luôn nha. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ nha, để anh chèn cái clip con chim anh nó cho anh em xem. Chơi nè. Thank you.
dẹp này mỏi tay quá.